Hi, xin chào các bạn và quý anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Lâm Hoàng Mercedes. Ở video ngày hôm nay thì Hoàng sẽ giới thiệu cho quý anh chị một chiếc xe C200 Avantgarde phiên bản V1. Hiện tại thì V0 ở trên thị trường đã hết xe rồi quý anh chị. Đó, và V1 sẽ có hai mức giá, đó là mức giá cho số khung sản xuất 2022 là 1.388.000.000 và chiếc xe bên cạnh Hoàng là C200 Avantgarde V1 sản xuất 2023 có mức giá là 1.599.000.000. Và bây giờ hãy cùng Hoàng tìm hiểu xem là chiếc xe này trang bị những gì với mức giá 1.599.000.000 nhé. Về phần thiết kế ngoại thất thì do được trang bị gói ngoại thất Avantgarde nên quý anh chị sẽ thấy phần đầu xe thiết kế rất là thể thao, đặc biệt với hai đường gân dập nổi trên nắp capo. Thì hai đường gân dập nổi này bên Mercedes-Benz được gọi là bao gò đông, và mặt ca lăng được thiết kế thể thao với logo Mercedes-Benz 3D được đặt phân chính giữa và có hai đường mạc chrome bên hông giúp cho phần đầu xe trông sẽ thể thao hơn. Và nổi bật ở phần đầu xe lúc nào cũng là hệ thống đèn quý anh chị, và hệ thống đèn trên xe C200 Avantgarde phiên bản V1 này là LED High Performance cho ra khả năng chiếu sáng đủ và an toàn khi mà quý anh chị di chuyển vào ban đêm. Và trên hệ thống đèn này thì sẽ có tính năng là tự động bật tắt, và đây là một tính năng rất là cơ bản và được trang bị trên tất cả các dòng xe Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Và như quý anh chị thấy thì ở phần cản trước và cản sau ở trên những dòng xe Mercedes-Benz thì được trang bị các cảm biến va chạm 6 trước và 6 sau, giúp cho quý anh chị lái xe vào những cái cung đường mà chật hẹp hoặc là khi mình lùi xe sẽ an toàn hơn. Và bây giờ hãy cùng Hoàng khám phá trái tim của chiếc xe C200 Avantgarde này nhé. Và động cơ thế hệ mới trên tất cả dòng xe C-Class đó chính là động cơ MyHybrid. Và công nghệ MyHybrid này sẽ bao gồm một cái động cơ điện 48V và một cái pin điện 48V được nằm ở phía trước, và phía sau đó là bình 12V sẽ giúp cho quý khách hàng khi mà khởi động xe một cách êm ái này. Và ngoài ra thì sẽ hỗ trợ thêm công suất và mã lực cho cái động cơ xăng để khi mà mình tăng tốc á, thì sẽ đem lại một cái cảm giác tăng tốc mượt mà, nhưng bên cạnh đó là tiết kiệm nhiên liệu. Và trái tim của chiếc xe C200 Avantgarde này là một khối động cơ xăng chỉ 1.5 lít nhưng mà cho ra công suất lại lên tới 204 mã lực. Đó, quý anh chị sẽ thấy những cái công suất này nó sẽ tương đương với những cái động cơ xăng 2.0 hoặc là 2.5 của những dòng xe phổ thông, và xe sẽ sử dụng là hộp số 9 cấp 9G-tronic, một cái hộp số là do chính Mercedes-Benz phát triển và chế tạo, và hộp số này nó sẽ cho mình một cái cảm giác chuyển số rất là mượt mà đó. Và xe này sẽ dẫn động là cầu sau, động cơ được đặt dọc quý anh chị, và dẫn động cầu sau ha sẽ rất là khác. Thường thường những dòng xe châu Âu là đa số thì dẫn động là cầu sau, còn ví dụ như một số dòng xe như châu Á, ví dụ một số dòng xe châu Á quý anh chị thì sẽ sử dụng là động cơ sẽ đặt ở phía trước nằm ngang. Bên mẹt vẫn có xe là động cơ được đặt nằm ngang ở phía trước là dẫn động vào trước, mình ví dụ như là chiếc GLB 200 hoặc là GLB 35 thì sẽ là dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Và như quý anh chị thấy thì phần capo, nắp capo này khi mình mở lên thì nó sẽ có cái chiều mở như vậy. Ví dụ như trường hợp mà cái này là một cái thêm thôi quý anh chị, mà mình thật ra mình mở cái này lên mình cũng không có làm gì hết, mình chỉ quan sát xem mà động cơ nó như thế nào, là sạch hay không thôi. Và những cái phần như nước làm mát hay là châm nước nhớt của động cơ này thì những cái phần này sẽ dành cho bên bộ phận dịch vụ khi mà quý khách hàng mình đi bảo dưỡng đó, hoặc là kiểm tra xe định kỳ. Và mình mở cái này lên là mình chỉ có quan sát xem xe động cơ nó có sạch hay không, và mình chỉ duy nhất một vị trí là mình châm nước rửa kính ở phía bên kia đó. Và cái phần nắp capo này quý anh chị ha, khi mình mở lên mặc định nó sẽ như vậy. Và ví dụ như khi mình đẩy lên một chút nữa nè, đó quý anh chị thấy rất là hay ha. Đây là một số điểm xe, một cái điểm khác mà một số hãng xe, ít hãng xe nào làm được như vậy. Thì mục đích mở lên như vậy để cho một chủ yếu là bên dịch vụ thôi quý anh chị, để quan sát động cơ bảo dưỡng sẽ dễ dàng hơn đó. Và khi đóng lại thì mình chỉ cần kéo nhẹ xuống nè, nó về lại mức tiêu chuẩn nè, và mình kéo mạnh xuống, mình thả xuống ha, đó thì nó sẽ vô. Quý anh chị đừng lấy tay đè ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cùng đi tìm hiểu về phần hông xe. Hông xe thường thường thì quý anh chị sẽ thấy nổi bật nhất đó chính là phần mâm. Mâm của trên chiếc xe C200 Avantgarde V1 này là mâm 17 inch và thiết kế đa chấu và có màu sơn bạc rất là sáng ha. Nếu như quý anh chị nào mà mình thích sự thể thao á, thì mình về mình có thể sơn hoặc là dán, mà hiện tại cái công nghệ dán nó rất là tiên tiến và hiện đại luôn. Có khi là ví dụ quý anh chị dán cái mâm này thành màu đen, đôi lúc mình nhìn mình cứ tưởng là sơn nhưng mà thật ra nó chỉ là dán thôi. Dán thì vừa bảo vệ được cái mâm của mình và ngoài ra được trang trí cho cái xe nhìn nó sẽ thể thao hơn. Cái đó là một góp ý nhỏ nhỏ của Hoàng. Cái này khi mình dán thì sẽ không ảnh hưởng như đến cái coi như là cái chế độ hoạt động hoặc như là cái tính an toàn của nó hết đó. Rồi bên hông xe thì quý anh chị có thấy nè, những cái đường rôm này nó được mạc rôm rất sáng bóng ha, giúp cho xe sang trọng hơn. Và thêm một điểm giống như cái mâm nữa, nếu như quý anh chị yêu thích sự thể thao, mình muốn trang điểm nhẹ nhàng cho chiếc xe thì những cái phần này, nếu mà quý anh chị sở hữu những cái dòng xe như màu trắng, thậm chí là màu đen nữa, ví dụ mình thích một chiếc xe gọi là full đen hết thì mình có thể dán những cái phần này mà thành màu đen, sau này không thích mình có thể lột ra, nó vừa bảo vệ vừa trang trí luôn.
Rất tiếc thì trên phiên bản C200 Vanguard thì chưa có trang bị tính năng chìa khóa thông minh ha, nên mình vẫn phải mở cửa lên xuống là thông qua chìa khóa. Và gương chiếu hậu điều chỉnh điện gập điện, tự động gập điện thì cái này cơ bản là tiêu chuẩn ở trên những dòng xe Mercedes-Benz rồi. Điện mẫu rẻ thì cái này là giờ là quá cơ bản rồi quý anh chị. Trên gương thì sẽ có tính năng là cảnh báo điểm mù. Và một điều đặc biệt, khi mà quý anh chị mở cửa xe vào ban đêm thì quý anh chị sẽ thấy một cái logo Mercedes-Benz được chiếu xuống mặt đường, logo chào mừng mang thương hiệu Mercedes-Benz luôn. Và một điểm đặc biệt, khi mà mình lùi xe thì cái đèn logo này của anh chị nó sẽ tắt và nó sẽ mở một cái khoảng sáng hai bên hông xe giúp cho quý anh chị khi mà lùi xe vào ban đêm sẽ an toàn hơn. Và bây giờ hãy cùng Hoàng là khám phá xem cái phần đuôi xe của trên chiếc xe C200 Avantgarde này có gì nổi bật. Thì thường thường khi mà mình đi sau một chiếc xe thì mình sẽ nhìn ngay vào cái hệ thống đèn của nó. Và hệ thống đèn phía sau của chiếc xe 200mAh này là đèn LED toàn phần luôn quý anh chị. Đèn LMI, đèn xi nhan nè. Đây có một cái đèn sương mù. Khi mà quý anh chị kích hoạt cái nút đèn sương mù phía trên thì phía sau này sẽ sáng một đường đèn sương mù này. Sẽ sáng phía bên người lái ha. Khi mà mình đi những cái cung đường mà đường ví dụ như đi Đà Lạt đi sương mù thì mình sẽ bật cái này lên. Thì nó sẽ rất là sáng, rất là sáng luôn quý anh chị. Sẽ giúp cho những cái xe phía sau biết xe mình là đang có một chiếc xe phía trước, để chiếc xe phía sau mình đi nhìn sẽ an toàn hơn. Đó, và một phần ở trên chiếc xe 200 Avantgarde này, như quý anh chị thấy ha, cốp trên chiếc xe này đóng mở bằng cơ. Và Hoàng hy vọng là những cái bản cập nhật sau này là cái cốp này sẽ thành là cốp điện luôn. Đôi lúc khi mà Hoàng mở lên thì một cũng có rất là nhiều anh chị có ý kiến là tại sao tới dòng xe mệt rồi mà cái cốp này vẫn là cốp cơ. Đó. Và duy nhất một chiếc xe C200 Avantgarde này ở trong tất cả các dòng xe hiện tại ở đây thì là sử dụng cốp cơ thôi, còn lại những chiếc xe khác sẽ sử dụng là cốp đóng mở bằng điện. Nhưng mà cái ưu điểm của cái cốp là cái cốp cơ này của anh chị, ví dụ khi mình mở nó vẫn có một cái lực nó đẩy lên cho mình, nhưng mà khi mình đóng nó rất là nhanh. Đó, mình đóng rất là nhanh ha. Đó, đóng rất là nhanh luôn. Và khi mình mở này, đó, nó cũng sẽ tự bung lên. Còn khi cốp điện thì rất là tiện trong cái việc mình không phải dùng nhiều sức để mình đóng. Phần cốp xe rất là rộng, giúp cho mình có thể để được rất là nhiều đồ, nhiều vali, hoặc thậm chí là mình có thể để được chỗ này phải được hai bộ gót. Và nếu như quý anh chị muốn tăng thêm cái thể tích của khoang hành lý thì mình chỉ cần thao tác một nút bấm ở bên hông. Đó, thì ghế phía trước sẽ tự động gập lại. Như trước đây mình muốn gập ghế thì mình sẽ có một cái lẫy ở đây, nhưng mà những dòng xe C hoặc là GLC mới bây giờ thì sẽ xài bằng một cái nút điện ở bên hông ở hai bên, rất là tiện. Và phía dưới này thì quý anh chị vẫn có thể để được đồ nè. Đó, mình móc này lên đây ha, móc lên rất là gọn và để đồ ở phía dưới này. Và xe C-Class, tất cả những dòng xe C-Class thì đều không được trang bị là lốp dự phòng, tại vì trên những chiếc xe C-Class sẽ sử dụng lốp rinh lắc. Đó, và cái lốp này rất đặc biệt, ví dụ như khi quý anh chị cán đinh mà mình rút cái đinh ra luôn thì cái lốp xe nó sẽ không có xẹp lép như những cái lốp xe mà bình thường. Nó mình có thể di chuyển thêm được 80 km với trường hợp là mình đi một mình, và thêm 30 km với trường hợp là mình đi full tải luôn. Và tốc độ tối đa mình di chuyển được là 80 km/h, nó để mình chạy đến những cái nơi mình vá cái lốp mình khắc phục lại để mình đi tiếp. Và một cái điểm rất hay của những dòng xe Mercedes-Benz của anh chị, đây là cái phần camera lùi phía sau. Thường thì quý anh chị sẽ thấy những cái xe nó sẽ gắn luôn cái cam lòi ra ngoài luôn ha. Nhưng mà đối với Mercedes thì những cái camera dè nó sẽ nằm ở trong đây, khi mình dè thì cái cam này sẽ hạ xuống. Và khi mình không sử dụng nữa thì nó sẽ đóng lên. Và trong trường hợp cái cam này nó bị dơ đi thì quý anh chị sẽ thao tác ở trên màn hình, và trong cái dòng là mở nắp bảo vệ camera thì mình sẽ nhấn nó thì camera là sẽ mở xuống, mình lau chùi vệ sinh sạch sẽ xong thì khi mình tắt điện thì tự động nó gập vô lại. Một cái điều rất là hay, hạn chế được cái việc là dơ cái camera, là cái thứ hai là tránh bị mất cái cam này. Đối với đa số những xe Mercedes-Benz thì khi quý anh chị đổ xăng thì mình không cần thao tác bất kỳ một thao tác nào ở trên phía người lái hết, và mình chỉ cần nhấn nút là mở lóc cửa, và những anh chị nhân viên cây xăng sẽ nhấn chỗ này và mở ra và đổ xăng cho mình luôn. Và trên nắp xăng sẽ thể hiện cho mình là đổ xăng RON 95 nè. Ngoài ra thì sẽ có các cái thông số để mình bơm các bánh xe trên xe theo từng cái thông số mâm, và trên xe này sẽ ghi rất là đầy đủ. Đó, và ngoài ra sẽ có một cái mã QR code. Thì cái mã này khi mà quý chị search cái mã này qua Zalo hình ảnh gì đó, sẽ có một cái đường trang web thể hiện rõ cái dòng xe này là dòng xe gì, rồi vị trí túi khí, vị trí rồi các cái vị trí túi khí nè, bình nhiên liệu, bình ắc quy. Đó, mục đích chính của cái QR code là như vậy. Và phía bên người lái sẽ có một cái số hotline, và số hotline này là số hotline Starship 24 giờ. Quý anh chị khi mà sở hữu xe Mercedes-Benz thì sẽ được cứu hộ miễn phí trong vòng là 3 năm theo cái thời gian bảo hành của xe luôn.
Trên cái số hotline này thì rất là hay, quý anh chị có bất kỳ một vấn đề gì cứ liên hệ vô số hotline đó thì sẽ được hỗ trợ cho mình. Ví dụ như là xe mình đang di chuyển cái đó mà bị bể bánh hay là hết xăng gì đó, mình liên hệ vô số hotline đó đều được luôn. Và Hoàng sẽ làm một cái video chia sẻ trực tiếp đến cái số hotline đó để giúp cho quý anh chị đang sở hữu hoặc là sắp sở hữu những dòng xe của Mercedes-Benz sẽ an tâm sử dụng trên mọi cung đường ở Việt Nam. Rồi và bây giờ hãy cùng Hoàng khám phá cái khoang, có thể là khoang nội thất ăn tiền nhất trên những dòng xe C-Class và từ xưa đến giờ luôn. Thì đây là một cái mẫu xe mà thay đổi gần như là hoàn toàn luôn, thay đổi 100%. Và như quý anh chị thấy ha, những cái phím như mình điều khiển ghế nè, nó đều là cảm ứng. Ví dụ như khách hàng đã từng sử dụng những cái xe Mercedes-Benz trước đây á, thì mình đã quen với cái cảm giác là mình nhấn nó cái kêu tạch tạch tạch. Nhưng mà khi mà lên trên chiếc xe này thì nó là cảm ứng, thì nó hơi khó chịu một chút. Nhưng mà mình sử dụng một khoảng mấy hôm là mình sẽ quen cái cảm giác này. Nó rất là tiện luôn và thiết kế cũng rất là đẹp. Nhớ cho mình ba vị trí nè. Và phía bên người lái thì sẽ nhớ cho mình là ghế là một, vô lăng là hai, và nhớ cho mình vị trí gương. Đối với những xe mà có HUD thì nó sẽ nhớ luôn cái HUD luôn, vị trí HUD để cho mình có thể quan sát được. Đó, và vô lăng trên xe 230 gas thôi, nhưng mà cũng đã được chỉnh điện 4 hướng rồi. Đó, 4 hướng luôn, chỉnh điện 4 hướng khi mình đang di chuyển xe mình vẫn có thể điều chỉnh được. So với những cái phiên bản mà chỉnh bằng cơ thì nó rất là nguy hiểm, mình phải dừng lại. Nhưng mà đa số trên các dòng xe Mercedes-Benz hiện tại thì vô lăng đều là chỉnh điện hết, chỉ trừ một số dòng xe chưa có chỉnh điện thôi. Mình ví dụ cũng giống như là chiếc xe như lúc đầu mình chia sẻ là GLB 200 hoặc là 35 hoặc là một số dòng xe khác nữa thì vô lăng vẫn là chỉnh cơ. Còn nhưng mà hầu như đa số thì đều được là chỉnh điện 4 hướng. Vô trong nội thất của chiếc xe 200 này thì quý anh chị sẽ ấn tượng ngay đó chính là cái màn hình giải trí trung tâm 11.9 inch. Thì cái màn hình này nó nghiêng nhẹ về phía người lái là từ 6 đến 7 độ đó, để giúp cho mình có thể dễ dàng quan sát hơn. Và màn hình này là màn hình LCD đó, nhưng mà cái độ sắc nét hoặc là cái giao diện sử dụng nó rất là gần gũi với mình. Và hàng ngày mình sử dụng điện thoại như thế nào thì khi mà mình sử dụng trên cái màn hình này nó cũng sẽ tương tự vậy luôn quý anh chị. Xe 200 Avantgarde thì sẽ được ốp họa tiết màu xám River rất là đẹp. Rất là đẹp ha, với các cái đường viền nội thất nó chạy dài xuống dưới đây. Và khi mà mình tăng giảm nhiệt độ nó sẽ có hiệu ứng. Nó quý anh chị thấy khi mà em tăng nhiệt độ lên nè, nó sẽ là thành những cái cửa gió điều hòa hoặc là dưới chân nó sẽ là màu đỏ. Đó, còn khi giảm nó sẽ là màu xanh và hiệu ứng ở trong cửa gió điều hòa luôn. Các cửa gió điều hòa ở phía trên đây lấy cảm hứng thiết kế từ các tu bin động cơ của máy bay, nhìn rất là đẹp, giúp cho cái khoang nội thất trông sẽ thể thao hơn. Và mặt cấp lô của chiếc xe 200 Avantgarde này thì nó là được bọc nhựa cao cấp, nó sẽ khác với hai chiếc đàn anh là C200 Avantgarde Plus và C300 là được bọc một cái vật liệu mới của Mercedes-Benz. Nó là da Antico nhưng mà cái giao diện nguyên diện khi mà mình sờ mình nhìn nó thì nó giống y chang như là Nappa luôn, nên bên Mercedes-Benz gọi cái đó là Nappa Look đó. Rồi trong đây thì sẽ được trang bị cho mình sạc điện thoại không dây ha, rồi kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây, tất cả đều là không dây hết. Bây giờ quý chị sở hữu những cái xe mà có cái màn hình AMOLED thế hệ mới 11.9 inch này nè, thì đa số hầu như luôn tất cả đều là có sạc không dây nè, kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây đó, và sử dụng cái hệ điều hành mới nhất, nên khi mà mình xài á, cái giao diện nó rất là đẹp, rất là nét. Rồi bây giờ Hoàng sẽ giới thiệu sơ lược về một số cái gọi là cái tính năng ở trên chiếc xe này thôi. Ví dụ như hệ thống điều hòa nè, quý anh chị sẽ thấy có một điều rất đặc biệt. Hệ thống điều hòa trên xe này sẽ có cái gọi là chất lượng không khí. Chất lượng không khí này có nghĩa là nó sẽ được trang bị cho mình một cái bộ lọc không khí. Và khi mình đi những cái cung đường mà bụi bẩn hay dơ gì đó thì cái bộ lọc này sẽ phát huy tác dụng, sẽ giúp bảo vệ lọc những cái coi như là những cái bụi mịn này, phấn hoa hoặc là những cái mùi khó chịu như các chất gây hại như lưu huỳnh dioxit hay oxit nitơ đó trong không khí, để hạn chế đưa vào trong cái không gian xe của mình, giúp bảo vệ sức khỏe là cho những hành khách hoặc là gia đình của mình khi mà di chuyển trên những cái cung đường gọi là bị ô nhiễm. Và khí hậu của Việt Nam mình hiện tại bây giờ thì khi quý anh chị đi ngoài đường thấy rất là ô nhiễm luôn, khói bụi rồi hầu như là không khí càng ngày càng ô nhiễm nặng nề, nên trên những dòng xe Mercedes-Benz sau này cái tính năng này sẽ được cũng gọi như là trang bị tiêu chuẩn luôn trên chiếc xe. Da ghế trên chiếc xe C200 Avantgarde này đó là chính là da nhân tạo Antico, nhưng mà ngồi cũng khá là mát. Và cái phần ghế của chiếc xe, những cái xe thế hệ mới này thì quý anh chị thấy ha, đã được thiết kế lại hết, nhìn rất là đẹp. Và xe này có hai màu nội thất cho quý anh chị lựa chọn, đó chính là màu đen như chiếc xe Hoàng đang ngồi nè, hoặc là màu nâu. Đó, màu nâu thì nó sẽ nâu hết ghế luôn, chỉ có cái màu nâu của C300 thì nó sẽ hơi khác một chút. Và trên hệ thống giải trí của chiếc xe C200 Avantgarde này thì sẽ được sử dụng loa tiêu chuẩn của anh chị. Và loa tiêu chuẩn này thì quý anh chị vẫn có thể nghe nhạc được rất là hay ha.
Đó, rất là hay, bằng cách là quý anh chị có thể cài đặt được các cái âm lượng nè. Ví dụ mình có thể tăng được âm trầm lên, tăng âm bổng lên. Đó, thường thường nghe nhạc hay quý anh chị có tăng cái này lên khoảng âm chép đi, 8 tiếng giọng chép á. Rồi âm trầm này quý anh chị để 6 hoặc 7, và âm trung là để 1, 2 thôi. Đó, thì quý anh chị phải để vậy thì nghe nhạc cũng rất là hay. Nếu như quý anh chị nào đang sở hữu chiếc xe này mà muốn nghe nhạc nó hay hơn chút, quý anh chị thử chỉnh theo cái của em nha. Cái này chỉ là một cái chia sẻ nhỏ nhỏ của em thôi. Đôi lúc âm nhạc thì mỗi cá nhân sẽ cảm nhận khác nhau, nên cái này em chỉ chia sẻ qua cho mình thôi. Đó, và em sẽ đi nhanh về tính năng an toàn trên chiếc xe này. Và một cái mẹo nhỏ, khi mà quý anh chị muốn thay đổi cái menu trong màn hình nè, quý anh chị nhấn vô cái ngôi nhà này giùm em. Đó, thấy không? Là nó sẽ thay đổi cho mình lựa chọn dễ hơn nè. Hoặc là mình có thể quay về lại cái kiểu như trước. Đó. Quý anh chị vô trong ví dụ như comfort này ha, thì nó sẽ có những cái như là điều chỉnh ghế ngồi nè, ghế động lực. Ghế động lực thì có nghĩa là hai ghế phía trước mà sẽ thư giãn nhẹ cho mình, bằng cách nó sẽ di chuyển những cái tựa lưng và mặt lưng ghế nè, để giúp cho mình thư giãn nhẹ. Đó, mình có thể chọn được thời gian và mình chọn ghế nào nó sẽ di chuyển ghế đó. Rồi định vị ghế tự động thì có nghĩa là mình nó sẽ tùy chọn cái vị trí ngồi theo cái chiều cao của mình. Đó, mình cao mét bao nhiêu mình cứ chọn vô ha, và xác định vị trí thì nó sẽ di chuyển ghế và vô lăng, ghế vô lăng để phù hợp với chiều cao mình đã chọn. Điện vị nội thất thì khá là cơ bản rồi, nó chỉnh được màu độ sáng hiệu ứng luôn, một màu nhiều màu, nhiều màu thì nó sẽ tự đọc phối màu cho mình. Đi về tính năng an toàn thì quý anh chị sẽ thấy trên chiếc xe này nó sẽ hỗ trợ cho mình là ESP nè, cơ bản ha, hỗ trợ phanh chủ động. Nếu như quý anh chị không muốn xài thì mình tắt nó đi ha. Và đây là một cũng là một tính năng hiện tại là đang gây tranh cãi rất là nhiều. Một số khách hàng thì rất là thích tính năng này, nhưng một số khách hàng lại không thích tính năng này. Nếu mình không thích cái tính năng này, mình có thể tắt nó đi. Và quý các khách hàng lưu ý là khi mình tắt thì nó, khi mình khởi động máy lại thì nó sẽ mở định lại. Đó, nên quý anh chị có thể tắt tính năng này bằng cách là đứng yên, xe đang vị trí đứng yên, hoặc là khi mình lỡ quên mình di chuyển rồi thì tốc độ dưới 10 km thì mình có thể tắt được. Cái này ví dụ như những trường hợp mà mình đang đi mình không có tập trung lấy xe, xe máy vạch ngang đường đi thì xe sẽ tự động phanh lại. Đó, hoặc là khi mình đang đi những đoạn đường trường cao tốc mà có một cái xe phía trước mà nó dừng đột ngột đó, mình không xử lý kịp thì xe tính năng này nó cũng sẽ can thiệp vô và nó hỗ trợ cho mình để giúp bảo vệ an toàn cho mình và xe người khác. Đó, và điểm mù nè, điểm mù đó, nếu quý anh chị không xài mình có thể tắt đi ha, và điểm mù nó sẽ sáng ở trên gương. Đây ví dụ giờ em bật em tắt nè, em bật lên nè, đó nó sẽ sáng cái tam giác đỏ ở trên gương này. Đó, và điểm mù này rất là hay quý anh chị. Điểm mù này khi mà mình tắt máy xe rồi á, thì nó sẽ vẫn hoạt động vài phút để khi mà quý anh chị mở cửa xe ra. Ví dụ như khi mà mình mở cửa xe ra thì có xe hoặc là người đi bộ đi trong khu vực điểm mù thì nó sẽ cảnh báo cái đèn tam giác như bữa nãy em quay, đồng thời nó kêu âm thanh tít tít tít, cái đèn viền ở cửa này nó sẽ chớp luôn, và đồng thời là mình không mở cửa ra được. Ý là mình nghe như vậy rồi thì mình không có mở, mình kéo như vậy này. Đó, nó sẽ kêu tít tít tít, đèn chớp và cái đèn này cũng chớp luôn, nó cảnh báo cho mình không có đẩy cái cửa ra. Nếu mà đẩy ra thì sẽ va chạm với những cái người phía sau đang đi lên. Đó, và tính năng này nó sẽ hỗ trợ ở tất cả 4 cửa luôn, rất là an toàn ha. Đó, trên chiếc xe này sẽ hỗ trợ cho mình là được hai tính năng hỗ trợ phanh chủ động và hỗ trợ điểm mù chủ động. Rồi các tính năng cơ bản như ABS thì là thiệt, cái đó là quá cơ bản thôi quý chị, được trang bị đầy đủ trên chiếc xe Mercedes-Benz. Xe C200 thì sẽ trang bị cho mình là 7 túi khí. Nó mấy tính năng như là cảnh báo mất tập trung nè, camera. Như bữa nãy mình có chia sẻ phần sau đuôi xe là mình vô đây mình mở thì cái cam nó sẽ mở ra cho mình. Đó. Rồi độ xe. Độ xe thì sẽ cho mình cài đặt các âm báo. Và quý anh chị sẽ lưu ý ha, trong phần này nó có cái hỗ trợ thao tác nè. Nó sẽ có mấy cái nữa, ví dụ như hỗ trợ khi dịch lái. Cái này là bên, cái này nếu mà dịch đúng tiếng Anh của nó là ví dụ khi mà quý anh chị vô, như ví dụ như vô thang máy đi, hoặc là những cái chỗ nào chật hẹp thì nó sẽ giới hạn cái tốc độ xe lại, nó không cho mình chạy. Nó sẽ hiện một cái dòng chữ đỏ đỏ ở đây nè. Nếu như quý anh chị muốn chạy thì mình nhấn vô nó thì nó sẽ mở ra, mình chạy bình thường. Cái này giống như mình đang đậu xe mà có ai đó mang đồ bưng đỏ xung quanh xe mà mình không biết á, thì khi lên xe thì nó sẽ báo là để cho mình quan sát xung quanh để an toàn hơn. Rồi cảnh báo thì cắt ngang phía sau, mình đang ve giữa hai cái xe mình không thấy phía sau thì có xe phía sau mà chạy ngang qua thì xe sẽ phanh lại. Nó để hạn chế được cái việc là khi mình lui ra mình không có quan sát được phía sau á, an toàn khi mình lui xe ha. Là lui trong giữa hai cái xe ra này, hoặc là lui trong hẻm ra mình không thấy. Nó là phanh tầm gần, ví dụ như khi quý anh chị đang ve mà có đứa nít nào hoặc là có một cái gì đó ở sau đuôi xe mình mà chặt ngang qua một phát. Nó thì nó sẽ phanh xe lại. Nó là không có gây nguy hiểm khi mà mình lùi xe, khi mà ví dụ như mình lùi cho nó có nhiều bé nhỏ đang chơi đùa mà không để ý hay gì đó, hoặc là có một cái vật gì đó, hoặc là cái nói chung là khi mình đang ve đi, có em bé hoặc là
có một con vật con nó đang chạy ngang qua thì xe nó sẽ phanh lại đó, để nó giúp cho mình là nếu mà an toàn khi mà lùi. Một cái là sẽ phát hiện phương tiện này, cách xe ha, cái xe cách ngang qua nó sẽ phanh, còn một cái là sẽ phát hiện giống như là người đi bộ đó. Cái này thì tính năng này Hoàng cũng có thử rất nhiều lần, Hoàng đang dê xe trong showroom thì dê chậm thôi thì vô tình có anh đó đi ngang qua nó sẽ phanh lại đó. Quý anh chị sẽ lưu ý thêm những cái phần trong đây nữa ha, mặc dù là C200W bản tiêu chuẩn thôi nhưng mà cũng trang bị rất là nhiều đó. Quý anh chị thấy không, cái màn hình xài rất là sướng luôn, mình muốn xem cái này mình cứ chọn cho nó thôi. Rồi đây là cái phần cam của nó nè quý anh chị, camera dê ha, camera dê rất là rõ, rất sắc nét luôn, quan sát được hai góc quay đó, hai góc quay, một cái rộng và một cái sát luôn, và một cái tính năng gọi là hỗ trợ độ xe ở đây. Nó hỗ trợ độ xe này là sẽ ghép song song và vuông góc cho mình, và nó sẽ chỉ hỗ trợ là vô thôi, còn ví dụ như ra thì mình sẽ mình tự chạy ra ha. Trên những cái xe có cam 360 thì mới hỗ trợ ra cho mình. Như quý anh chị thấy cái ghế này nãy là Hoàng có ngồi phía trước, Hoàng quay thì Hoàng để nguyên cái tư thế của Hoàng và có lui ra đằng sau một chút, nhưng mà khi mà mình ngồi vô thì cũng khá là rộng rãi, đầu gối nè, đầu nè đó. Và đằng sau thì quý anh chị thấy vẫn có cái đèn viền nội thất rất là đẹp. Và trên xe 200 mg thì chưa được trang bị cái gọi là rèm che nắng, thì tương tự như vậy thì rèm điện ở phía sau vẫn chưa được trang bị, sẽ khác so với hai chiếc đàn anh là C200 Plus và C300. Ngồi sau thì mình vẫn có thể có cửa gió điều hòa nè, có thể điều chỉnh được đó. Và ngồi phía sau thì quý anh chị thấy có cái đèn đọc sách đó, đèn đọc sách. Và một cái điểm nhỏ thôi, quý anh chị khi mà sử dụng cái xe Mercedes-Benz á thì quý anh chị thấy mỗi lần mình bật cái đèn hay là cái gì đó nó đều sáng từ từ lên, nó rất là hay, nó làm nó tạo cho mình một cái không gian, thậm chí là cái ánh sáng này quý anh chị nó hơi ngã vàng, nó vàng nhưng mà vàng trắng, nó không vàng quá, nó tạo cho mình một cái không gian rất là sang trọng khi mà mình ngồi ở trong chiếc xe và mình sử dụng các cái đèn của nó. Đó, bật nó cứ sáng từ từ lên thôi, rất là hiện đại ha. Rồi và một cái điểm không thể thiếu đây quý anh chị, một cái tự tì tay sẽ trang bị trong đây là đồ để ly này, rồi cái chỗ này mình để điện thoại, để điện thoại trong đây vẫn được ha. Đôi lúc mình mới thả vô nhưng mà mình thấy nó không vừa, tại vì điện thoại bây giờ có một số cái điện thoại làm khá là bự, nhưng cái này là em sai đang xài là iPhone ha, iPhone 13 nó quý anh chị bỏ vô, nó sẽ có hai cái miếng cao su ở phía trong đây, khi mình đè vô cái nó sẽ giữ cái điện thoại mình lại, nó quý anh chị thấy ha, nó không có bị văng ra ngoài. Hoặc là khi mình để bên hông này đó, mình sẽ giữ vô để cho nó sẽ giữ cái điện thoại của mình đó. Cái chỗ này thì nếu mình dựng đứng điện thoại lên mình sẽ để được hai cái luôn, rồi dù mình không xài mình có thể cất lại. Và một cái điểm rất là hay, khi quý anh chị mà mình đang di chuyển đi, mình muốn lấy đồ ở phía sau ha, thì đây cái ghế này, đây cái ghế đấy mình, cái ghế giữa này mình có thể mở ra được luôn bằng một cái nút ở phía bên hông này quý anh chị đó. Phía bên hông này mình gập xuống để mình lấy đồ phía sau, lấy xong thì mình không xài thì mình có thể dựng nó lên, nó rất là tiện luôn. Và vừa rồi là những chia sẻ của Hoàng về những cái công nghệ trang bị cũng như là thiết bị của chiếc xe C200 mg này. Và nếu như quý anh chị đang có nhu cầu tìm hiểu và sở hữu cho mình một dòng xe thương hiệu xe sang Mercedes-Benz và chiếc xe C200 mg này thì hãy liên hệ ngay với Hoàng qua số hotline 0918601766. Và nếu như quý anh chị muốn xem xe và lái thử xe thực tế, trải nghiệm thực tế luôn thì có liên hệ với Hoàng, Hoàng sẽ xin một cuộc hẹn và mang đúng chiếc xe xuống tận nhà cho mình để mình có thể xem được chiếc xe thực tế và lái thử cảm nhận và đưa ra quyết định đúng đắn nhất, chọn cho mình một chiếc xe phù hợp để phục vụ cho gia đình cũng như là cá nhân. Hiện tại thì đối với những dòng xe lắp ráp trong nước sẽ được nhà nước ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, và chiếc xe 200 mg này cũng nằm trong số đó. Và ngoài chương trình của nhà nước ra thì bên đại lý cũng có khá là nhiều chương trình ưu đãi tương đương 50% trước bạ nhà nước, là có nghĩa là quý anh chị mua chiếc xe này là mình sẽ được ưu đãi 100% trước bạ. Hãy liên hệ ngay với Hoàng một cách nhanh nhất để có thể sở hữu một chiếc xe sang xịn mịn và có chương trình lăn bánh tốt nhất tại thời điểm hiện tại bây giờ. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian xem hết video của Hoàng ngày hôm nay. Nếu thấy video hay hãy cho Hoàng một like và đăng ký kênh cho Hoàng để xem những video hấp dẫn hơn nữa nhé. Và bây giờ Hoàng xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Chúc quý anh chị có một ngày làm việc thật là vui vẻ.